Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh máy xúc con cò CBN của chúng tôi. Rất là vui lại được giới thiệu cho tất cả quý bà con cô bác, quý anh chị và các bạn một cái sản phẩm, đó là Hyundai 80-7. Hiện tại đây con này thì chưa có mặt tại Việt Nam quý vị nhé. Giới thiệu cho anh em bà con cô bác xem cái sản phẩm Hyundai này. Trên màn hình thì quý vị thấy là em nó đang phô trương sức mạnh cũng như là những phần kỹ thuật nhất của con Hyundai 80-7. Nếu mà con cô bác mà đang cần sử dụng cái sản phẩm như thế này thì có thể liên hệ với chúng tôi sẽ gửi hình ảnh chi tiết để cụ thể nhất để cho quý vị, quý bà con cô bác có thể tham khảo cái sản phẩm này mà chúng tôi gửi tới quý vị. Nếu mà quý vị có ưng cái sản phẩm này thì có thể liên hệ với chúng tôi gửi hình ảnh chi tiết. Nếu mà quý vị đặt hàng thì đâu đó trong vòng 15 ngày quý vị có thể nhận xe ngay tại cảng thành phố Hồ Chí Minh. Giá cả thì quý vị cứ nhắn tin qua Zalo chúng tôi sẽ gửi và báo giá cho quý vị để cọc tiền rồi xe nó sẽ về đến cảng Sài Gòn trong vòng 15 ngày. Ngoài những sản phẩm được ra thì chúng tôi còn như Sumi, Tomo, rồi Hitachi. Nói chung là rất là nhiều những sản phẩm mà quý vị có thể đang tham khảo và đang cần sử dụng. Nhớ đăng ký kênh để tiện theo dõi nhiều hơn những sản phẩm mà chúng tôi đang tải hàng ngày. Rất là vui khi được phục vụ tất cả quý bà con cô bác trên kênh của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người.